Cảm ơn bà con. Chúc mừng đại tráng nhé. Thuận tử lại cao lên rồi. Phải đấy. Đại ca, huynh đệ. Ca ca, đại tráng. Ca ca, chàng về rồi. May mắn quá đi. Đệ đệ, nhớ chết mất thôi. Đi, chúng ta về nhà. Đại tráng, đi đi. Bà con, mời bà con ghé nhà nhé. Mời bà con qua nhà ăn tiệc. Nào nào nào, ca ca, bước qua chậu lửa đi. Vui quá. Linh dị của đại tráng. Tẩu, tẩu tẩu. Tẩu tẩu, ta muốn túc trực cho chàng thêm 7 ngày. Đều là của ta. Cái thứ trộm gà. Làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vậy sau đó thế nào? Sau đó tiểu tráng đã phát điên. Ngài nói xem, một gia đình đang êm ấm sao lại thành ra như vậy chứ? Thế thi thể của đại tráng đâu? Đã hạ quyệt rồi. Cái này ngài nhận lấy. Để ta. Cứ để ta cầm hộ. Vậy hai vị vất vả rồi. Ta muốn gặp thử cậu ấy. Kể từ sau ngày đó, đệ ấy đã ra nông nỗi này. Vui lòng lánh mặt một chút. Các người làm gì vậy? Sư phụ, bắt lấy. Máu chó đen. Thank you.
Sao các người biết được là ta? Người nặng mùi quá. Ra đây. Lâm binh đấu giả, gia liệt trận tiền hành. Ra là một con chuồn nhãi nhép. Này hai người, đừng lo chuyện bao đồng. Ngươi làm việc xấu thì bọn ta phải xen vào. Là bọn chúng bắt nạt ta trước. Chuyện giao triệt vũ khí đằng đằng, thiên quan tốc hiện, phúc hộ chân nhân, cấp cấp như lục lệnh. Dương Nguyên, bách độc bất xâm. Nhất Trạch, huynh nhớ ta không? Nhớ. Nhất Trạch, tỉnh lại đi. Tất cả đều là ảo ảnh. Thái thượng đại tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượt mị, bảo mệnh hộ thân, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tán khuynh, cấp cấp như luật lệnh. Sư phụ. Đạo sĩ thối, ngươi bỏ ta ra. Thu phục nó. Thu. Tiểu Tráng, Tiểu Tráng, sư phụ, đệ không sao chứ? Đệ nói xem chúng ta cái nghiệp gì thế này. Hoàng yêu tu luyện lâu năm là sẽ đi tìm người hữu duyên với nó. Đại ca, Đại Tráng, nếu như người thừa nhận nó là người, là nó có thể độ kiếp phi thăng. Nhưng vào đúng lúc này lại có người hại người hữu duyên của nó, nên nó mới đến để trả thù. Cái xà trên cửa là ngươi làm phải không? Cô biết hết sao? Có câu yêu pháp dễ trừ, tâm ma khó đuổi. Tâm ma của chính mình vẫn phải do mình tự đuổi. Không ngờ được đấy. Ra đây, ra đây. Nhân quả tuần hoàn, đạo pháp ảm nhiên, ông trời có an bài hết. Sư phụ, con muốn bàn với người một chuyện. Nói. Người thanh toán tiền công cho con đi. Cần tiền công để làm gì? Con vào thư hiện học 2 năm, quen biết một cô nương, đã đính ước trọn đời. Con giỏi quá nhỉ. 2 năm đã đính ước trọn đời. 7 ngày nữa là ngày con đến nhà dặm hỏi rồi. Không có cửa đâu. Người ta sẽ không lọt mắt kiểu người như chúng ta đâu. Không đâu sư phụ, Đinh Hương không phải loại người đó. Được rồi, được rồi, cho con vậy. Cảm ơn sư phụ.
Không phải sư phụ. Con cần ngân lượng cơ. Người đưa yêu quái cho con làm gì? Con đã thu phục cô ta thì giờ con là người hữu duyên của cô ta. Cái này đáng giá hơn ngân lượng. Sư phụ, người ta không lọt mắt con đâu. Lọt mắt rồi mà. Không lọt mắt. Lọt mắt từ lâu rồi. Không lọt mắt. Lọt mắt thật rồi mà. Không lọt mắt. Sư phụ. Bộ phim Thiên Sư Trừ Ma. Trấn Thường Lạc. Buộc chặt vào nhé. Cái đó để sang bên này. Dân Đinh Phủ. Ta không muốn sống nữa. Người đâu? Vào đây ngay. Đinh Hương à? Người đâu? Lão gia sao thế ạ? Mau dìu nó xuống. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Tránh ra. Tránh ra hết cho ta. Lão gia, lão gia. Đinh Bá Niên, cha không được lại gần. Nếu còn ép cả con cho tên họ Lưu đó, con sẽ chết cho cha xem. Được, 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 được. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện nhé. Đưa đây. Lão gia, cái thứ đại nghịch bất đạo, không được lại gần. Còn lại gần ta chết cho con xem. Ta cho con biết, Đinh gia này do ta quyết hết. Con sống là người Lưu gia, chết cũng là người chết của Lưu gia. Còn ngay ra làm gì? Thu hết mấy thứ này lại cho ta. Dây thừng giật sắt, mau mau. Không được cho nó ra khỏi cửa phòng nửa bước. Làm phản rồi. Qua đây, giúp ta. Giao cho em nhé. Em Trấn Thường Lạc. Sư phụ, kiếm kim tiền gãy rồi. Nhất Trạch, con tới Đinh gia trước. Ta đi làm chút gì. Dân Công tử. Lưu công tử. Tiểu Hồng. Công tử, lâu rồi không gặp. Ngài đừng cười nữa. Tiểu thư nhà ta bị lão gia hứa gả cho Lưu gia thôn bên cạnh rồi. Cô nói cái gì? Ngài cũng đừng cuốn.
Tiểu thư ta gửi cái này cho ngài. Tiểu thư vì ngài mà hao tâm tổn trí, ngài đừng làm tiểu thư thất vọng nha. Nhà ai mà hoành tráng quá vậy, khí thế quá. Dịp vui lớn, ngày vui trọng đại, nhiều sính lễ quá, nhiều thế. Chào bà con. Chào chào chào. Hôm nay ta thành thân, thành thân. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ. Chúc mừng, chúc mừng. Ai đây? Đây là công tử của Tề Quốc, sắp rước thiên kim của Đinh gia đó. Cái gì? Chẳng phải lão Đinh đó hứa gả con gái cho Lưu gia ta rồi sao? Đinh phủ, hôm nay mọi người làm việc năng suất đấy. Chuyện gì thế kia? Phải rồi, ta cũng không rõ. Thế này là sao? Lão gia, ngài nhìn đi, rõ là không coi Lưu gia ta ra gì mà. Ngươi ra đây. Lão Đinh, lão ra đây cho ta. Ra đây. Lưu lão gia, có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Có gì mà nói, Đinh gia các người có thể làm ra thứ chuyện một gái cả hai chồng, đúng là vô liêm sỉ. Lưu lão gia, vụ này nhất định là hiểu lầm. Giữa ban ngày ban mặt, không thể nói bừa được đâu. Hàng xóm láng giềng đều đang nhìn vào đấy. Ta nhổ, dám làm không dám nói phải không? Ta không cần biết, hôm nay Đinh Hương phải là của ta. Người đâu, cướp cho ta. Lưu lão gia, không được đâu, không được đâu. Lên lên, mạnh vào, cố lên. Lưu lão gia, làm vậy không được đâu. Dám giở thói ngang ngược ở chỗ ta. Ta liều với ngươi. Lão gia, lão gia, lão gia. Đinh gia các người, Đinh gia các người tà quái quá. Hôn sự này ta không cần nữa. Đi đi, đi đi đi. Lão gia này có vấn đề. Ngươi vừa nói gì cơ? Lão biết yêu pháp, thả ta ra. Ta giúp ngươi xử lý hắn. Mơ đi. Ai biết được ngươi có âm mưu gì. Công tử, lão gia nhà ta muốn gặp cậu. Đây chính là lão gia nhà ta. Chào bá phụ. Hai mươi năm trước, thần dị của ân sư Lâm Công. Cha, cha về sớm nhé, tối nay lại có món ngon. Được,
Cha đi cẩn thận. Tiểu Nhu, có ghẻ, đừng chạm vào. Tiểu Nhu, đừng gãi, đừng gãi. Cố gắng lên, chúng ta cùng ép nó ra ngoài. Tiểu Nhu, đọc theo ta. Thái Thượng Đại Tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an ninh, tam hồn vĩnh cửu, phách vô. Vô ích thôi, ta mà ra cô ta sẽ chết. Nghiệt súc, ra đây cho ta. Người cắt đứt dây đỏ trên người rơm, thả nguyên thần của ta thì ta sẽ ra. Có biết tại sao ngươi không tu được thành chính đuôi không? Vì ngươi làm nhiều việc ác, vĩnh viễn không thể độ kiếp. Lâm Cửu, ta không tha cho ngươi đâu. Thu. Cha. Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, con cố gắng thêm một chút. Cha đưa con đi khám đại phu. 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 Tại sao? Tại sao? Tại sao các người lại như vậy? Cha, ta. Nhu Nhi, con phải gắng lên. Gắng lên con. Cha, con không sao đâu. Chúng ta về nhà thôi. Cha có lỗi với con. Xin lỗi con. Dạ, con không sao. Dạ, chúng ta về nhà nào. Được, về nhà. Được, về nhà. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Năm cũ, bây giờ ta truyền lại y bát cho con. Nhưng con đường của chúng ta đều không dễ đi. Có thể sẽ có người ghét bỏ con, cũng có người biết ơn con. Dù tương lai có thế nào, ta cũng hy vọng còn có thể kiên trì là một pháp sư trừ ma. Lão gia, cậu ấy tới rồi. Chào bá phụ. Là tiểu tử nhà ngươi gây ra mưa gió khắp thành, đòi lấy đinh hương nhà ta hả? Tại hạ Tề Ngộ, là hậu duệ của Tề Dương, quý tộc Tiền Triều.
Lúc đi học ở thư viện, may mắn được quen biết Đinh Hương cô nương. Hôm nay đến nhà dạm hỏi. Cái quái gì cơ? Quý tộc tiên triều, ngươi nghe bao giờ chưa? Đều chưa nghe nói. Bá phụ. Bá phụ. Người đã nhớ ra chưa? Chính là hậu duệ của Tề Dương đó. À đúng đúng, nếu không cũng đã không ưu tú thế này. Tiểu tử đây còn mắt cũng khá có thần, phải không? Dáng dốc cũng khá dạm dở. Quay người một cái ta xem thử. Quay cũng đẹp luôn. Tề Ngộ, Đinh Hương, huynh, sao huynh lại đến đây? Ta đến để dạm hỏi. Huynh đến muộn rồi. Ta đã được hứa gả cho Lưu gia rồi. Thế phải làm sao? Cái gì mà phải làm sao? Chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, ta nói làm sao thì cứ làm thế. Cô già đích thực. Cậu xem, cậu mang nhiều lễ vật đến thế này, ta cũng không có gì để đáp lễ. Vậy ta sẽ đáp lễ cậu bằng một ly trà. Nào nào nào. Nào nào nào, cô gia. Cảm ơn bá phụ. Nào nào nào. Nào nào nào, cô gia. Tiểu thư, lão gia có lời muốn nói với cô gia. Cô gia, ta hỏi cậu này, cậu thật sự là hoàng thất tiền triều? Ta, thực ra ta là... Thực ra là gì? Lưu Nhất Trạch, người mắc bẫy hắn rồi. Thả ta ra, ta có thể giúp ngươi. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ta, tin ta đi. Bằng không một khi lộ tẩy là Đinh Hương sẽ phải gả cho người khác đó. Ta, Tề Ngộ, huynh không sao chứ? Cô gia, cậu vẫn chưa trả lời ta mà. Cha đừng hỏi nữa. Ta là hậu duệ của Tề Dương. Tại sao người cứ không tin ta chứ? Nhưng đây là số của ta mà. Phải, hôn sự của hai người là định mệnh rồi. Đinh quản gia, có, chuẩn bị tiệc tối. Tối nay cho hai người họ đính hôn. Dân lão gia, Đinh Hương, ta có chuyện muốn hỏi con. Qua đây, mời. Công tử, mời đi theo ta. Mời công tử. Mời công tử. Ngài nghỉ ngơi sớm nha. Làm phiền rồi. Đưa ta. Mẹ ơi, đứng lại. Không được chạy. Dừng. Đừng. Người lấy quán trả ơn đấy hả? Nếu ta mà nhả tay, ngươi lại nhào tới thì làm thế nào? Ngươi bỏ ta ra, ta cho ngươi biết một bí mật. Ngươi lừa kẻ ngu à? Ngươi không muốn biết bí mật của lão gia Đinh gia sao? Bỏ ra. Ôi mẹ ơi, đưa ta. Ngươi giở trò đánh lén, thứ rác rưởi này. Ngươi không có thực lực, đưa ta. Bỏ tay ra. Không, đưa ta. Bỏ tay ra. Bỏ ra. Bỏ tay ra. Nhất Trạch. Bỏ tay ra.
Lưu Nhất Trạch, Đinh Hương, mau qua phụ một tay. Ngươi giúp, bỏ ra nghe chưa? Giúp ta giúp. Khoan, ngươi ở yên đấy. Muội qua đây. Đinh Hương, muội đừng hiểu lầm. Muội nghe ta giải thích, cô ta là yêu quái cho ta và sư phụ ta thu phục. Huynh lừa ta, ta không lừa muội đâu. Nếu ta mà lừa muội, ta sẽ bị trời đánh thánh giật. Ôi mẹ ơi, ta không lừa muội thật. Cô ta là yêu quái thật mà. Là yêu quái, cô ta là hồ ly tinh thì có. Cô mới là hồ ly tinh, ta là chồn. Đúng đúng đúng, cô ta là con chồn. Không phải. Người ở yên đấy. Người đi giải thích rõ ràng cho ta đi. Người tháo dây trên người rơm ra, ta sẽ giúp người đi giải thích rõ. Không thể nào, đổi cách khác. Vậy người trả lời ta một câu hỏi. Người hỏi đi, lẹ lẹ lên. Ta giống yêu hay giống người? Ngươi, ta hiểu rồi. Ta là người hữu duyên của ngươi. Nếu như ta nói ngươi giống người, thì ngươi sẽ được độ kiếp, có phải không? Không thể nào. Ta là một pháp sư trừ ma, có thể giúp ngươi độ kiếp sao? Thu. Đinh Hương. Đinh Hương, muội mở cửa ra, nghe ta giải thích có được không? Ta không nghe. Không phải như muội. Đinh Hương, muội. Chào cô gia, chào cô gia. Đinh Hương, mở cửa ra. Quên đi đi, ta không nghe. Đinh Hương, mở cửa ra đi mà. Xin muội đấy, không nghe. Đi đi. Quên có kéo ta cũng vô ích. Nhất Trạch, Nhất. Đinh Hương, cứu ta. Muội tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại đi, Đinh Hương. Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tán khuynh, cấp cấp như luật lệnh. Có chuyện gì vậy? Phải đấy, sao lại thế? Phải đấy. Đừng nhìn nữa. Mau đi nấu cho tiểu thư nhà các ngươi ít cháo gạo nếp. Đi mau. Dân, được được được. Đinh Hương, Nhất Trạch, Nhất Trạch, Đinh Hương. Có yêu quái, có yêu quái. Mùi đừng sợ, đừng sợ. Có ta rồi. Mùi trả lời ta một chuyện. Nhà mùi có thường xuyên xảy ra chuyện thế này không? Lần đầu. Thế cha mùi có từng học phương thuật không? Huynh nghi ngờ cha ta. Cha ta tuy có hám tiền, nhưng ông ấy không thể là yêu quái. Được được, đừng cuốn, đừng cuốn. Có ta rồi, mùi đừng sợ. Đừng sợ, có ta rồi. Đừng sợ. Lão gia, cho người ta xem một bộ xiêm y mới đi mà. Có được không? Lão gia, người ta cũng muốn. Nghe ta nói, nghe ta nói. Nhị lão gia Đinh gia, Đinh Trọng Đà. Nghe nói cô gia nhà mình là công tử của Tề Quốc. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Tam lão gia Đinh gia, Đinh Thúc Thái. Đinh gia nhà mình có được vinh quang phú quý như ngày hôm nay là phải nhờ cậy hết vào đại ca chúng ta. Phải đấy, phải đấy, phải đấy đại ca. Huynh mau mau, phu nhân của Tam lão gia cho bọn ta được chiêm ngưỡng giới. Ta được gặp rồi, tiểu thiếp của Đinh Bá Niên. Cậu ấy khôi ngô lắm. Lão gia, cho họ gặp đi. Ngồi xuống. Cẩn thận, đây là... Có chuyện gì vậy? Đinh Hương, con sao thế? Con, bá phụ. Trong nhà mình có yêu quái. Yêu quái? Không thể nào. Người thử nhớ kỹ lại xem. Gần đây trong phủ có chuyện lạ không? Nó đến rồi, nó lại đến rồi. Im ngay. Phủ đã mất tích tận mấy người rồi, làm mấy đợt pháp sự rồi vẫn không đuổi đi nổi. Im ngay. Quả thực nhà có người làm mất tích, nhưng chưa từng xảy ra chuyện lạ như hôm nay. Ta cảm giác có vấn đề. Ta phải quay lại đó xem lại chút. Đứng lại. Ngươi định đi đâu?
hôm nay là tiệc đính hôn của người đó. Bá phụ, nói chuyện riêng một chút nào. Bá phụ, chuyện này không xem thường được đâu. Không nhìn thấy yêu quái không có nghĩa là không có. Nó biết lợi dụng điểm yếu của con người để biến chúng ta thành mù nhìn của chúng. Ngươi đừng có ở đây bắn tiếng đe dọa. Làm gì có yêu quái nào ở đây, lấy đâu ra yêu? Phu nhân của nhị lão gia. Nhị ca à, huynh làm ăn kiểu gì vậy? Tẩu tẩu thường ngày không được ăn no sao? Huynh xem gì mà như quỷ đói đầu thai thế? Đình Thúc Thái, người lấy trộm tiền ở nhà, ra ngoài cờ bạc gái cú, không ta, ngươi còn mặt mũi hả? Tẩu ấy điên rồi. Chưa hết, chuyện giữa ngươi và ba tiểu thiếp đó, ngươi tưởng ta không biết à? Không không không, bọn ta không có. Ta thấy ông chán sống rồi. Đừng đừng đừng, còn có một cái túi thơm xanh lục nữa này. Đưa ta đưa ta. Liệu có thư từ hẹn hò của các ngươi không nhỉ? Có cả cái này xanh đó. Đưa ta. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau kéo cô ta lại. Hút ra, hút hết ra cho ta. Đinh Bá Nhiên, ngươi cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp. Ta trong nhà có ba tiểu thiếp vẫn chưa đủ, ngươi còn lén lút nuôi tình nhân bên ngoài. Vô liêm sỉ, đừng nói nữa. Tránh ra, không được lại gần. Không được lại gần. Không được lại gần. Chuyện ngươi hứa với ta thì sao? Ta, ngươi hứa với ta, ngươi sẽ cho ta một đứa con trai mà. Con trai, con trai. Con trai nào? Ta không muốn sống cùng lão nữa. Ngươi, đừng. Mau xuống đi, xuống đi. Bắt cô ta lại, ghi chặt. Đinh Trọng Đạt, Đinh Trọng Đạt. Ngươi lén lút bày trò phong thủy hại ca ca ngươi. Bà đây mang thai ba đứa, ngươi cũng không cho ta sinh. Chăm sóc tiểu thư cẩn thận. Nhanh nhanh nhanh, ra đây tìm hết đi. Tất cả qua bên đó, nhanh lên. Qua bên kia tìm thử. Soát, soát thật kỹ giao cho ta. Đây, đây này. Nhìn này. Dương liễu sống, đánh con quay. Dương liễu xanh, quăng con quay. Đánh con quay. Đá cầu. Dương liễu xanh, quăng con quay. Về nhà đi, đừng có ở đây cho mất mặt nữa. Về nhà. Ta đang muốn chuẩn bị cầu cho con trai ta. Đây là con trai ta. Làm quen chút. Con ả này điên chắc rồi. Người đâu, mau lấy dây thừng trói cô ta lại. Nhanh lên. Này là bị yêu quái nhập rồi. Không đúng, yêu quái không còn ở trong con người bà ấy nữa. Đi đâu rồi? Đinh Hương đâu? Đinh Hương đâu? Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tìm thấy chưa? Vẫn chưa. Tìm mau, tìm mau. Tiểu thư, bên này cũng không có. Tìm kỹ lại xem nào. Tiểu thư, tiểu thư là cô sao? Tiểu thư, người có thích thân thể ta không? Thích à? Vậy ngươi sợ ta đi? Không dám, không dám. Ngươi sợ ta đi? Không dám. Ngươi sợ ta đi? Sợ ta đi? Không dám. Sợ ta đi? Vậy tức là ngươi ghét ta. Ngươi ghét cô ta.
Ta giúp người giết cô ta có được không? Ta giúp người giết cô ta. Ta giúp người giết cô ta. Đinh Hương, Đinh Hương, Đinh Hương. Tiểu thư, Đinh Hương. Ngươi đừng chạy thế, Đinh Hương. Mau sợ ta đi. Đinh Hương. Nhất Trạch, ta buồn quá. Đinh Hương, Nhất Trạch, ta giết chết ngươi. Ta phải giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Nguy hiểm. Ta phải giết ngươi. Đinh Hương. Đồ ngốc, thả ta ra. Người đánh không lại con yêu quái này đâu. Người giúp ta cứu Đinh Hương, ta sẽ giúp người độ kiếp. Bỏ ta ra. Tiên đường cấp phần nhất rượu hương. Hương truyền tin tức thông bát phương. Kim triêu hữu sự lai chiêu thỉnh. Các độ thần tiên tốc lâm đường. Cấp cấp như luật lệnh. Ta phải giết chết ả. Mau giúp ta đè cô ấy lại. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh nhanh nhanh. Sợ quá phu nhân ơi. Hôm nay ta nhất định phải giết chết ả. Nghiệt súc, người thoát ra bằng cách nào? Lâm Cửu, chờ ta khôi phục nguyên thần, sẽ quay lại tìm ngươi. Ngươi chờ đấy. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tán khuynh, cấp cấp như luật lệnh. Câu linh khiển tướng, chỉ cần có chút sơ sẩy là sẽ bị tác dụng ngược. Sư phụ, Tiểu Hy là yêu tinh tốt, nhớ kỹ. Dân. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Nào, mau dìu Đinh Hương vào phòng. Đa tạ đại sư. Tiểu thư, không sao, không sao, không sao. Vì đại sư đây là... Ta là một pháp sư trừ ma. Con hồ yêu khi nãy giảo hoạt hung tàn, nhiều năm trước đã bị ta đánh bại. Ta đã làm pháp trận, chỉ cần phong ấn nó 20 năm là có thể tiêu diệt được nó, nhưng vẫn để nó thoát ra ngoài. Mọi người đừng sợ. Nguyên thần của nó bị hư tổn, chỉ cần ý chí kiên định là nó không thể làm hại gì đến chúng ta. Đại sư, thế vị này là... Sư phụ, đây là đồ đệ của ta, Nhất Trạch. Cậu ấy và Lệnh Thiên Kim thầm thương trộm nhớ, nên đặc biệt ghé nhà dòm hỏi. Công tử Tề Quốc. Không sai. Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là sư phụ của ta, là quốc sư của Tề Quốc. Đinh phủ. Các ngươi, ơ kìa, ra ngoài ngay. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Mọi người nghe ta giải thích đã. Mở cửa. Mở cửa ra. Đinh Hương. Đinh Hương. Đinh Hương. Đinh Hương. Khách quan, cũng khá muộn rồi. Quán của ta phải đóng cửa. Chờ thêm chút nữa. Dân. Ta gửi. Con thích Đinh Hương lắm à? Con không thích cô ấy. Con yêu cô ấy. Đây là tiền công của con. Sao nhiều thế à? Con cầm lấy số tiền này, quay lại dạm hỏi người ta. Nói năng đàng hoàng.
Đừng từ bỏ hy vọng. Sư phụ, người làm vậy là ý gì ạ? Dù gì ta với ngươi cũng từng là sư đồ với nhau, hôm nay xem như nói hết ra vậy. Kiểu đồ đệ vô tích sự như ngươi, ta thực sự chịu hết nổi rồi. Sau này ngươi không còn là pháp sư trừ ma nữa, chúng ta cũng đừng gặp lại nhau. Sư phụ, đừng có theo ta. Sư phụ, sư phụ, người cũng bỏ rơi con rồi. Nhất Trạch, đường của pháp sư trừ ma chúng ta đều không dễ đi. Nay con đã có cô nương mình yêu mến thì phải nâng niu trân trọng. Ta thật sự không muốn sau này con phải như ta. Chặng đường phía sau, sư phụ không đi với con được nữa rồi. Đinh Hương, Đinh Hương, Đinh Hương, Đinh Hương, ngươi dậy, trái đứt dây đỏ cho ta. Bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Nhanh, Đinh Hương, Đinh, ngươi bỏ ta ra. Đinh, ta trông thấy rồi. Ta đánh, ta đánh chết ngươi. Đừng đánh nữa, ta xấu xa này. Đừng đánh nữa, ta cho ngươi biết, ngươi mà đánh chết ta là không ai giúp ngươi độ kiếp nữa đâu. Nguyên thần của ngươi cũng sẽ bị phong ấn trong người ra mãi mãi. Ngươi muốn làm gì? Hay là chúng ta giao dịch đi. Người đâu? Yên, không được lên tiếng. Người thơm thật đấy. Ta muốn ăn thịt ngươi. Cô là ai? Ta với cô không thù không quán. Nếu không vì tên ngốc kia hứa sẽ giúp ta độ kiếp, ta chẳng hơi đâu mà đến tìm ngươi. Tên ngốc. Đây, Tiểu Hy là yêu quái, nhưng muội yên tâm, cô ấy sẽ bảo vệ muội. Xin lỗi, ta làm hỏng việc rồi, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu.
Cô nói cô đến đây để bảo vệ ta. Chúng ta đang giao dịch. Giao dịch kết thúc, ta sẽ ăn thịt ngươi. Cô nói xem một cô nương tốt như cô mà phải làm như... Cô nói cô đến để bảo vệ ta phải không? Thế thì cô phải nghe lời ta. Thế nào? Thế này đẹp hơn nhiều có phải không? Đẹp thế để làm gì? Như vậy mới có người thích cô đó. Thế nào là thích vậy? Thích là một cảm xúc mà ai cũng có. Lúc không gặp được người đó sẽ rất nhớ mong. Lúc gặp được rồi thì cũng thế thôi. Tóm lại, sau khi quen người đó, ngày nào cũng có cái để mong chờ. Quá ra đây chính là thích hả? Có một người mình thích, hoặc được người khác thích, đều rất hạnh phúc. Vậy, người có thích Lưu Nhất Trạch không? Thích. Người thích hắn như thế nào vậy? Ta kể cô nghe. Ta và Quynh ấy, bán tranh đây, bán tranh đây. 5 năm trước, mọi người đi qua đừng bỏ lỡ. Tranh gốc đây. Tranh gốc của Đinh Bá Niên. Ơ hay, người muốn lấy tranh thì bảo ta, dặn cái gì? Ai cho người bán tranh ở đây? Ta bán tranh ảnh hưởng gì đến ngươi? Cái kiểu như ngươi cũng đòi bán tranh à? Ngươi động tay với ta đấy à? Nào, tẩn hắn cho ta. Đánh, đánh hắn, đánh chết hắn đi. Chết đi, đập đi. Đánh, xem lần này ngươi có biết điều không? Đừng đánh nữa. Đánh hắn cho ta. Các người đều ức hiếp ta. Tại sao ta có tài mà không gặp thời chứ? Tại sao ta nghèo thế này? Tại sao ta là một thằng que? Tại sao ai cũng bắt nạt ta? Kiếp sau hãy cho ta là một người giàu có. Người hữu duyên, cuối cùng người cũng tới. Đừng đi. Ta có thể đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào của ngươi.
Người hữu duyên, ta ở đây, thả ta ra ngoài. Yêu quái Đình Bá Niên, đây là cơ hội duy nhất để ngươi đổi đời. Ta muốn có tiền, ta muốn tất cả mọi người đều tôn trọng ta. Đinh Bá Niên, sau này ngươi nuôi ta, ta cho ngươi gia sản kết xù. Ngươi hận ta đến thế cơ à? Cô ra từ lúc nào thế? Ngươi tham lam như vậy, lúc nào cũng muốn có nhiều tài sản hơn. Cho ta ăn bao nhiêu dương ký nên ta ra được thôi. Cô đừng làm hại con gái ta, đừng làm hại người nhà ta. Chuyện đó ngươi không quyết được, ta liều mạng với ngươi. Thần lực của ngươi đều từ ta ban, còn muốn chống lại ta? Chết! Người đâu? Cứu ta với! Cứu ta với! Cứu ta! Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại... Cứu ta với! Cứu ta với! Cứu! Ngươi nhìn thấy hết rồi à? Không không, ta không giết ngươi đâu. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục nguyên thần, ta sẽ không giết ngươi. Chẳng phải ngươi luôn muốn được như ca ca ngươi, tận hưởng vinh hoa phú quý sao? Ta cho ngươi, cho ngươi hết. Có chuyện gì vậy? Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Cha, tiểu thư. Cha, không được đâu, tiểu thư à. Tiểu thư không được đâu, cha. Tiểu thư, nhị thúc, cha ta bị làm sao thế? Đêm qua con làm gì vậy? Con ngủ thôi mà. Nói năng tầm bậy. Còn nuôi yêu quái. Nuôi yêu quái? Thúc nói linh tinh thì có, con không nuôi yêu quái. Cha còn hai người luôn nuôi yêu quái trong nhà, nên gia tài mới luôn phát đạt. Đêm qua cha ngươi bị yêu quái cắn ngược đó, bây giờ yêu quái đang ở ngay trong người ngươi. Quá cha kẻ hại ta tối hôm trước là ngươi. Cô xem, cô xem, nhìn cô ta đã giống như tin rồi. Đúng 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 thế. Ta đã bảo mà, bảo sao nhà ngươi lắm tiền như thế, quá ra là nuôi một con tiểu yêu. Người đâu, trói nó lại cho ta. Nhị thúc, thấy chưa, ta đã nói cô ta là yêu quái. Tiểu thư, ta không nuôi yêu quái. Ngài không thể làm vậy, ngươi là yêu quái. Ghi cô ta lại, buông ta ra. Tiểu Hy, mọi người thấy chưa, đây chính là con yêu quái cô ta nuôi đó. Yêu, yêu quái, yêu quái. Mau mau mau, ngươi mới là con yêu quái đó. Không sai, ta chính là yêu.
nhưng bọn chúng sẽ không tin. Hôm nay ta giết các người rồi, bọn họ sẽ cho là ta tiêu diệt hồ yêu. Hồ ly thối! Con chuột nhãi nhép tu luyện có 500 năm cũng dám đấu với ta. Đinh Trọng Đạt, đại ca ngươi bị chính con yêu quái này hại chết đấy. Lẽ nào ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lâm Cửu, hắn bằng lòng làm nô lệ của ta, ngươi làm gì được ta nào? Hơn nữa nguyên thần của ta đã khôi phục, ta không sợ ngươi đâu. Được thôi, ngươi chạy lần nào ta sẽ bắt ngươi lần đó, đến khi ngươi tan thành tro bụi. Giết chết hắn cho ta. Rõ, hồ yêu đại nhân. Nóng quá. Nắp đi. Sư phụ, xem ra không có còn không được rồi. Ép nó ra. Gọi người trợ giúp, ta cũng biết. Thiên linh linh, địa linh linh, tiên nhân hộ mã thập phương tẩu, thân phi giáp trụ binh nan nhẫn. Thiên linh linh, địa linh linh, tiên nhân hộ mã thập phương tẩu, nhất trạch xây cầu lát đường. Dân, thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh, địa... Bỏ tay ra! Bỏ tay ra! Sư phụ! Sư phụ! Đầu thượng áp trụ tam muội quả, kiên giáp suy diệt lưỡng chẳng đăng, lão tiên khủng nhân yếu khủng cẩn. Sợi dây này chính là cờ gọi hồn của ngươi. Hồ yêu đại nhân, ta chịu hết nổi rồi. Nhất trạch, dừng tay đi. Nhất trạch. Nhất trạch, Tiểu Hy, ta không khống chế được nó. Mau giết ta đi, mau giết ta đi, Tiểu Hy. Mau giết ta đi, Tiểu Hy, mau giết ta đi, Tiểu Hy. Kỳ cô ấy lại, Tiểu Hy. Kim Quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân, cấp cấp như luật lệnh. Tiểu Hy, Tiểu Hy, Tiểu Hy. Ngươi không giết nổi ta đâu. Sư phụ, Nam Cửu, đừng giết ta. Ta có thể cho ngươi gặp được người ngươi muốn. Đừng có nhiều lời, lần này ta nhất định phải trừ khử ngươi. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Đừng giết con. Đừng giết con. Cha, đừng giết con.
Cha, con nhớ cha rồi. Sư phụ, người không sao chứ? Không sao. Thế hồ yêu đâu? Bị ta giết rồi. Sư phụ, người lợi hại thật. Ta tìm muội lâu lắm rồi. Muội đừng buồn nữa, có ta rồi. Nhất Trạch, huynh có thích ta không? Dĩ nhiên rồi. Có thích ta nhất không? Sao muội lại hỏi vậy? Thực ra chúng ta cũng mới quen nhau chưa được 2 năm. Huynh chịu đến chỗ hẹn, ta đã vui lắm rồi. Còn nữa, ta Đinh Hương, muội hãy tin ta, ta sẽ luôn ở bên muội. Trấn Thường Lạc. Cô càng lúc càng giống người rồi đấy. Sao? Không nỡ à? Vẫn muốn đánh ta thêm lần nữa sao? Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa. Xin lỗi nha. Cô hỏi lại lần nữa đi. Hỏi gì? Giao dịch giữa chúng ta ấy. Một pháp sư trừ ma nhân ngươi, giờ đã chịu độ kiếp cho yêu quái rồi à? Cô mau hỏi đi. Được. Vậy ngươi nói xem, ta giống yêu hay giống người? Cô giống người. Một cô nương xinh đẹp. Đổ xong rồi à? Có thể toàn là trò lừa đảo thôi. Không sao, cô chắc chắn sẽ làm được. Cứ nỗ lực, phấn đấu tiếp. Cô đã là một con yêu tinh tốt rồi. À không, cô đã là một người tốt rồi. Tiễn cô đến đây thôi. Ta đi đây, tạm biệt. Phải ngoan đấy. Đi nha. Cúng. Thờ cúng linh dị của Đinh Bá Niên. Tiểu thư, tới giờ đưa tang rồi. Nhất Trạch, luôn Nhất Trạch. Vào đây. Ngươi tin ta không? Tin. Ngươi nghe ta nói. Sư phụ ngươi. Sư phụ, ngươi đang nói gì ta sao? Ngươi muốn nói gì? Nói đi. Nhất Trạch. Tiểu Hy.
Không được tới gần, còn tới gần ta bóp chết cô ta. Tiểu Huy, cô đã hứa không hại người nữa rồi mà. Diệt súc, người chết không hối cải. Một không sao chứ? Không sao. Lúc Tiểu Hy bắt ta làm con tin, đã để lại tin cho ta, bảo chúng ta đến miếu thổ địa cách Đông Thành 5 dặm tìm cô ấy. Đừng nói với bất kỳ ai. Tiểu Hy, Tiểu Hy, Tiểu Hy, con hồ yêu đó còn sống. Vì Lâm Thiên Sư thể hiện quá đổi bình thường nên ta mới không dám nói. Cô nghi ngờ sư phụ ta? Sao có thể chứ? Sư phụ ta là thiên sư trừ ma, sao có thể bị hồ yêu khống chế? Ai ai cũng có điểm yếu. Con hồ ly này giỏi nhất việc lợi dụng những điểm yếu đó. Sư phụ, Nhiệt Súc, đừng hòng nói năng tầm bậy. Sư phụ, chuyện là thế nào vậy? Nó lừa hai đứa đến đây nhằm hút cạn dương khí của hai đứa. Nói láo, con hồ ly thối này, ta phải tiêu diệt ngươi. Khoan đã, sư phụ, Tiểu Hy là yêu tinh tốt. Nhất Trạch, các người bị nó mê hoặc hết rồi. Nếu còn ngăn cản ta, đừng trách ta vô tình. Tiểu Hy, con điên rồi. Sư phụ ta tuyệt đối không lạm sát người vô tội. Người mới là con ác yêu. Đúng là mất cả hay. Thế mà lại bị các người phát hiện. Vậy thì chết hết đi. Yêu quái, ngươi làm gì sư phụ ta rồi? Ta chỉ biến thành con gái hắn thôi, mà hắn đã không ra tay nổi rồi. Đáng đời bị ta khống chế, bị ta nô dịch. Vậy ta sẽ ép ngươi ra khỏi người sư phụ ta. Nấp đi.
Nhất Trạch, Nhất Trạch. Quá cha, đây chính là kiếp mà ta phải độ. Người hữu duyên, tạm biệt. Lũ người ngu xuẩn các ngươi, bây giờ khóc cũng có ý nghĩa gì? Các ngươi tham lam, ích kỷ nên mới bị ta lợi dụng đó. Mau chết hết đi. Lâm Cửu, người như ma ám. Phải, bọn ta ích kỷ, bọn ta tham lam. Nhưng bọn ta có một thứ người không bao giờ học được, chính là kiếp người không độ nổi. Nhất Trạch, giết ta đi. Nhanh. Làm gì vậy? Ta không trụ nổi nữa rồi. Mau giết chết ta đi. Vô ích thôi, hắn không ra tay nổi. Người vô dụng thật đấy. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Đừng, đừng. Lâm Cửu, ta không chết chung với ngươi đâu. Ngươi điên rồi, điên rồi. Đừng đứng dậy. Nhất Trạch, ta rất vui có con làm đồ đệ ta. Tuy con đường của pháp sư trừ ma chúng ta đều không dễ đi, nhưng ta mong con có thể tiếp tục kiên trì. Sẽ có người ghét bỏ con, cũng sẽ có người cảm kích con. Con nhất định sẽ là một pháp sư trừ ma ưu tú. Xây cầu lát đường. Đừng mà. Sư phụ, sư phụ, người đừng bỏ lại con có được không? Con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời. Người đừng đi mà. Vào thế dương kiếm. Một, hai. Nâng lên, giữ lưng thẳng.
mộ sư phụ Lâm Công, mộ Tiểu Hy. Sư phụ, người suốt ngày hô xây cầu lát đường. Xây cầu lát đường là gì vậy? Xây cầu lát đường tức là ta xây cầu, còn lát đường. Đã hiểu chưa? Bây giờ con hiểu rồi. Người xây cầu, còn lát đường. Qua từng thế hệ. Sư phụ, Tiểu Hy, an táng ở ngay bên người nhé. Vì người chịu khó chăm nom cô ấy. Được rồi. Sư phụ hành hiệp trượng nghĩa cả đời, chắc hẳn bây giờ đã lên trời làm thần tiên rồi. Và cả Tiểu Hy, cô ấy đã độ kiếp rồi, bây giờ chắc hẳn cũng đã đầu thai vào gia đình giàu có, làm đại tiểu thư rồi. Còn gặp được một người hết lòng yêu cô ấy. Ta nhất định sẽ trân trọng muội. Đinh phủ, chào đại công tử hoàng gia. Chúc mừng nhé, chúc mừng. Mời. Quản gia, quản gia. Tiểu thư và cô gia bỏ trốn rồi. Cái gì? Bọn họ trốn rồi sao? Trấn Thường Lạc. Thôn Phùng Gia gặp quà. Mong Lâm Thiên Sư có thể xuất sơn. Quân đi đâu thế? Thôn Phùng Gia gặp chuyện rồi. Ta phải đi một chuyến. Ta đi cùng với Quân. Đường của bọn ta không dễ đi đâu. Có ta rồi, Quân nhất định sẽ suôn sẻ.